Ở một ngôi nhà nọ, có hai vợ chồng và một cô con gái. Cả ba người cùng chung sống bên nhau. Và một ngày đêm đông giá lạnh, bỗng có ba người đàn ông râu dài bạc trắng đến, ngồi trước cửa nhà họ. Người vợ thấy lạ, mới ra hỏi: "Dạ trời rét thế này, mà sao các cụ lại ngồi đây? Con mời các cụ vào nhà." "Bà chúng tôi không thể vào nhà cùng lúc được," họ trả lời. "Dạ tại sao lại thế ạ?" Người vợ ngạc nhiên. "Chúng tôi là ba vị thần giàu có, hạnh phúc và thành công. Chỉ có một trong ba chúng tôi được vào nhà, cô muốn mời ai vào?" Thế là người vợ vào kể cho chồng nghe. "Tuyệt thật," anh chồng reo lên. "Bao lâu nay anh đã phải sống luồn cúi. Giờ anh muốn có địa vị để không ai xem thường anh nữa. Em ra mời thần thành công vào đi." Người vợ không chịu, mới nói: "Nhà mình còn nghèo, sao mình không mời thần giàu có luôn cho khỏe? Địa vị chắc gì đã tốt hơn hả anh?" Nhưng anh chồng cũng không chịu. Hai vợ chồng tranh cãi với nhau một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái ngồi ở góc nhà, rưng rưng nước mắt, mới lớn tiếng nói: "Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con muốn vị thần hạnh phúc vào nhà. Con muốn nhà mình tràn ngập hạnh phúc." "Dừng lại một chút nhé. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn vị thần nào?" "Tôi đã từng kể câu chuyện này cho rất nhiều người trong những buổi nói chuyện của mình. Khi tôi hỏi họ chọn gì, thì luôn có ba nhóm người riêng biệt chọn lần lượt mỗi vị thần. Nhưng nếu bạn chọn hạnh phúc mà không có nhiều tiền hay danh vọng, thì bạn có thật sự hạnh phúc không? Hoặc nếu bạn giàu có mà không có hạnh phúc, bạn có chấp nhận không?" Thế là mọi người đành miễn cưỡng chọn một trong ba thứ này. Dù tôi biết rằng họ tham lắm, muốn chọn cả ba cơ. Giờ ta tiếp tục với câu chuyện nha. Thấy con gái nói vậy, hai vợ chồng suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Được rồi, có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái đi. Em hãy ra mời thần hạnh phúc vào nhà." Người vợ ra ngoài và lễ phép mời vị thần hạnh phúc vào. Thần hạnh phúc từ từ bước vào nhà. Rồi tự nhiên cô lại thấy hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo vào. Cảm thấy quái lạ, cô mới hỏi: "Con chỉ mời ngài hạnh phúc vào, tại sao hai thần cũng đi vào?" Một vị đại diện trả lời: "Nếu cô mời thần giàu có hoặc thành công thì chỉ có một trong hai chúng tôi được vào thôi. Nhưng bởi vì cô mời thần hạnh phúc vào nên cả ba chúng tôi đều được vào. Bởi vì ở đâu có hạnh phúc thì ở đó sẽ có thành công và giàu có." Đến đây thì mọi người sẽ vỡ lẽ ra: "À, thì ra là có cách để có được cả ba." Từ trước đến nay, thành công, hạnh phúc hay giàu sang vẫn luôn là các giá trị rất quan trọng mà chúng ta khao khát tìm cầu. Nhưng trong một xã hội đề cao vật chất như hiện nay thì chắc rất khó để đạt được cả ba thứ này. Ở câu chuyện này, rõ ràng là hạnh phúc rất quan trọng. Đôi khi nó còn được đánh giá cao hơn cả thành công. Bởi vì thành công để làm gì mà không có hạnh phúc, đúng không bạn? Vậy bây giờ ta sẽ ưu tiên nói về hạnh phúc trước rồi mới đến thành công sau nhé. Vào đầu năm 2018, khi mình gặp phải một thất bại mà sau này nhìn lại thì đó là thất bại cần thiết nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Nhờ vào đó, mình đã học được một bài học rất đáng giá từ một người thầy lớn của mình. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nó với bạn. Bạn hãy tập trung để xem kỹ phần này nhé. Nếu bạn thử hỏi 50 người về định nghĩa của hạnh phúc, có thể bạn sẽ nhận được 50 câu trả lời khác nhau. Thường mọi người sẽ mô tả hạnh phúc là một loại cảm xúc vui hay thỏa mãn khi đạt được điều gì đó. Khi tôi tiếp tục hỏi, mỗi ngày bạn sống có hạnh phúc không? Đối với nhiều người, đây gần như là một điều rất xa xỉ. Cho đến khi tôi biết được một góc nhìn khác, rằng hạnh phúc không phải là một trạng thái cảm xúc. Giờ ta sẽ đi giải nghĩa từng chữ. Hạnh là một từ hay được nhắc đến trong đạo Phật. Nôm na trong tiếng Việt, hạnh chính là hạt, một loại hạt giống nào đó. Còn chữ phúc ở đây chúng ta thường gọi là phước. Đây là một loại năng lượng vô hình mà nhờ vào đó nó chuyển hóa mọi thứ hữu hình trong cuộc sống như gia đình, sức khỏe, nhà cửa, xe cộ, mối quan hệ, ngoại hình đẹp, vân vân. Nên ông bà ta thường nói, có phước, có đức thì mặc sức mà hưởng. Mỗi người chúng ta đều có một cái bể phúc vô hình như thế này, và ai cũng mong muốn làm đầy bể phúc của mình lên. Vậy làm sao để tích được thật nhiều hạt giống của phúc để đổ vào bể này? Luật nhân quả, hay còn gọi là karma trong đạo Phật, sẽ giúp bạn làm được việc này dựa trên một nguyên tắc rất cơ bản ai trong chúng ta cũng làm hàng ngày, là nguyên tắc cho và nhận. Vậy nếu bạn muốn tích được thật nhiều hạt giống của phúc thì không có cách nào khác, bạn phải tạo ra phúc hay gieo trồng những hạt giống của phúc. Tạo phúc ở đây được định nghĩa là làm một thứ gì đó mà tạo ra giá trị tích cực cho môi trường xung quanh. Nó có thể là bất kỳ việc gì có ích, như là quét nhà, nhặt rác, rửa chén bát, giúp đỡ đồng nghiệp của bạn, chia sẻ một bài học có ích với những người xung quanh. Hạnh phúc là tạo ra các hạt giống của phúc, là một hành động tạo ra giá trị tích cực đối với môi trường xung quanh. Đó chính là định nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc ở góc nhìn này không phải là một cảm giác gì đó khó tả, mà hạnh phúc ở đây là một việc làm, một hành động rất cụ thể. Tôi rất hạnh phúc vì chồng mua cho tôi ngôi nhà. Giờ bạn hãy chú ý chỗ này, đây là một lỗ hổng khá nghiêm trọng trong suy nghĩ của chúng ta. Câu này có ý nghĩa là tôi rất hạnh phúc vì tôi nhận được ngôi nhà.
đây chính là pha nhận, chứ không phải pha cho. Và nếu bạn gán một thứ thiêng liêng như hạnh phúc vào pha nhận, thì bạn sẽ không cần phải cho đi nữa, mà chỉ biết ngồi nhận. Và bạn sẽ luôn bị phụ thuộc vào bên ngoài, chờ ai đó đến cho bạn, và bạn nhận thứ đó. Mà đặc biệt là thứ gì đó phải to, bự, phải xứng đáng, thì bạn mới hạnh phúc. Đây là một cách nghĩ rất lệch lạc. Còn khi bạn nói, tôi hạnh phúc khi tặng những ngôi nhà tình thương cho những gia đình khó khăn, và tôi rất vui vì điều đó. Đây là pha cho đi, pha tạo phúc, một hành động tạo ra giá trị, và bạn phấn khởi, vui vẻ vì hành động đó, thì đây mới đúng là hạnh phúc thực sự. Vợ chồng hạnh phúc nghĩa là vợ chồng tạo ra giá trị cho nhau, chứ không phải là một mối quan hệ mà hai bên chỉ biết ngồi chờ để nhận, đòi hỏi từ nhau và cho rằng đó là hạnh phúc. Cách nhìn đúng là hãy hạnh phúc với nhau, hãy tạo ra giá trị cho nhau, và vợ chồng sẽ luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có thể dùng hạnh phúc như một cảm giác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng hãy hiểu bản chất cho đi thật sự của chữ hạnh phúc như là một việc làm hay một hành động. Vì vậy, giờ đây, hạnh phúc đối với tôi đã dễ tìm hơn rất nhiều. Trước đây, tôi là người cực kỳ lười biếng rửa bát, nhưng khi thấy đây là hành động tạo ra giá trị dương, giúp được gia đình mình, thì thôi đừng lười nữa, cứ tạo phúc đi. Nên là tôi rửa bát, nhưng không phải là rửa bát theo kiểu của các bác tỷ phú đâu bạn nhé. Nhờ vào góc nhìn này mà tôi đã làm được rất nhiều việc mình không thích, hoặc lười biếng một cách vui vẻ hơn, vì tôi đang hạnh phúc mà. Giờ khi mình xem lại những video trước đây mình đã đào tạo, chia sẻ cho mọi người, thì thật sự là cái cảm giác nó vẫn còn lâng lâng như ngày nào. Thế nên hạnh phúc không phải là thứ gì đó nó quá khó tìm. Hãy nghĩ lại xem lần gần nhất mà bạn tạo ra một giá trị gì đó tích cực đối với môi trường bên ngoài là khi nào. Ví dụ như mình, hôm đó là trời rất là nắng, thì mình đã gửi cho bác chỉ xe ở một quán cà phê một ít tiền, chỉ là 10.000, 20.000 thôi, nhưng mà bạn cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Hay là việc bạn thấy hai người đó tông xe, thì bạn cứ tưởng là sẽ cãi nhau chí chóe, nhưng rồi hai người đó đứng dậy bắt tay nhau, và bạn nhìn vào cái giá trị, những cái giá trị tốt đẹp của sự văn minh đó, bạn cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó, hạnh phúc đó nó rất là đơn giản như vậy. Hoặc những việc lớn hơn như là bạn chia sẻ nỗi buồn với một người bạn và bạn có thể làm cho họ phấn chấn lên, thì đó là lúc mà chúng ta đã gieo những hạt giống của phúc rất chất lượng ra bên ngoài. Đó, chúng ta quên mất thật sự hạnh phúc là gì, và chúng ta phải đòi hỏi là cần phải làm gì đó lớn lao thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Và cũng chính vì vậy mà hạnh phúc trở nên quá xa xỉ, quá áp lực đối với chúng ta. Bây giờ ta sẽ đến với một phần khác là con đường thành công, một phần rất quan trọng khác. Ngày nay khi nhắc đến thành công, nó sẽ làm bạn nghĩ đến ngay đến những thứ sau: 1 là tiền, 2 là danh vọng, bao gồm chức vụ, địa vị, quyền lực; 3 là phong cách sống, đặc biệt là phong cách sống đề cao vật chất và sự hưởng thụ. Đây là những biểu tượng hầu hết mọi người nghĩ về thành công ngày nay. Rất nhiều người trong chúng ta chọn con đường này để theo đuổi. Số lên được đến đỉnh thì ít, nhưng thất bại thì rất nhiều. Số bị thất bại sống trong bế tắc thì lại vừa không thành công mà cũng không thấy hạnh phúc. Và đây chính là ác mộng thật sự. Tại sao có một số người được cho là đã chinh phục được đỉnh thành công, nhưng họ lại không nếm trải được hương vị hạnh phúc, rồi họ lại tự kết liễu mình? Có rất nhiều ví dụ có thể được kể đến. Những ca sĩ, những diễn viên, ngay cả một vị tỷ phú vì bị mất hạng người giàu nhất của một quốc gia cũng khiến ông ấy tự kết liễu mình. Hoặc chính là vị đầu bếp Bernard ở video trước mà Tư Duy Ngược đã nhắc đến. Có rất nhiều ví dụ ở các ngành nghề khác nhau. Hoặc có những người đã thành công, sau đó họ lại trụy lạc, bê tha, đủ các loại tệ nạn hủy hoại đi bản thân, đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của một người thành công thật sự nên làm. Họ muốn cảm nhận được hương vị của hạnh phúc thì nó lại quá xa xỉ với họ. Họ đánh mất sức khỏe, thời gian, gia đình. Họ đánh mất rất nhiều thứ trên hành trình họ lên đến đỉnh. Thành công không thường dẫn đến hạnh phúc theo cái kiểu mà hạnh phúc thường dẫn đến thành công. Đây là một câu nói rất đáng để bạn suy ngẫm. Bạn có thể xem thêm video tập trung vào kết quả hay hành trình ở bên trên nhé. Đây là những thứ ta phải đánh đổi ít nhiều khi ta theo đuổi con đường thành công. Nhưng nếu bạn thấy có những người thành công nhưng cuộc sống lại rất tích cực và hạnh phúc, thì đó là bởi vì họ đang theo đuổi một con đường khác tốt hơn, hiệu quả hơn. Khi bạn nhìn vào những nhân vật ở bên con đường hạnh phúc, bạn hầu như sẽ không thấy ai cảm thấy bất lực trước cuộc sống này, đến nỗi phải kết liễu đời mình hay trụy lạc, bê tha, hủy hoại bản thân khi lên đến đỉnh cao. Để thuyết phục hơn thì, có một người mà đã nếm trải cả hai con đường này, chính là Phật Thích Ca. Trước khi trở thành Phật, Ngài có thể được xem là một vị vua của toàn cõi, có mọi thứ trong tay. Nhưng rồi, Ngài nói với mọi người rằng hãy từ bỏ con đường thành công, danh vọng, quyền lực và hãy đặt chân lên trên con đường của hạnh phúc để tiêu diệt khổ đau và tham, sân, si. Tư Duy Ngược không có ý nói rằng bạn phải bỏ hết những giá trị đó của thành công, mà là khi bạn chọn con đường hạnh phúc, tập trung vào gieo trồng những hạt giống của phúc, thì những thứ mà thành công có, hạnh phúc cũng sẽ có, thậm chí là còn có theo một hướng tích cực hơn rất nhiều. Tiền bạn cũng có nè, danh vọng bạn cũng có, phong cách sống bạn cũng có, và quan trọng là bạn có hạnh phúc và có thành công theo kiểu của hạnh phúc.
cuộc sống của bạn sẽ được cân bằng hơn đáng kể, nên sẽ rất hiếm khi có chuyện bạn muốn chấm dứt nó. Những người đứng trên đỉnh thành công, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ sẽ thấy có một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn trong tâm hồn. Nhưng rất tiếc là cảm giác đó không kéo dài được lâu. Thế là họ phải quay trở lại với thực tại để tranh đấu, chạy đua, mắc kẹt với những thứ này để tiếp tục tìm kiếm cảm giác đó. Nhưng thật ra, đó không phải là định nghĩa thật sự của thành công một cách hạnh phúc. Giá như mà họ biết rằng, mỗi ngày họ được sống với giá trị của mình, họ gieo trồng những hạt giống phúc đến môi trường xung quanh, họ làm cho ai đó tốt lên và họ thấy người khác đang tận hưởng những giá trị của họ, chứ không phải là tập trung vào những thứ như tiền tài, danh vọng, theo đuổi một thứ cảm giác thỏa mãn, một sự đánh giá của xã hội để đổ lấy một cuộc đua không có hồi kết. Nghiên cứu đã cho thấy, ở một điểm nào đó thì sự giàu có và hạnh phúc không còn tỷ lệ thuận với nhau nữa. Nói cách khác, khi bạn có quá nhiều những thứ này mà không cân bằng được nó, đôi khi nó lại là một hệ lụy nghiêm trọng. Khi bạn tập trung vào giá trị nội tại của mình, làm giàu đời sống tâm hồn của mình, một thế giới mà mọi người đều tập trung vào để hạnh phúc, nuôi dưỡng những hạt giống của phúc, một cuộc sống cạnh tranh và cộng tác tích cực để nâng cao giá trị của nhau, thì tất cả sẽ được giải quyết. Đôi khi giữa hai con đường này chỉ khác nhau một sự lệch nhỏ về định nghĩa. Bạn theo đuổi hạnh phúc để thành công hay theo đuổi thành công để hạnh phúc? Tuy chỉ khác nhau thứ tự sắp xếp của bốn chữ, nhưng đã định vị nên một góc nhìn và một cuộc đời hoàn toàn khác. Vì lẽ này mà tôi ngày càng ngưỡng mộ những vị doanh nhân và danh nhân đã chọn với hạnh phúc để thành công hơn. Nhà bác học lỗi lạc Albert Einstein đã từng nói, đừng cố trở thành người thành công mà hãy trở thành một người có giá trị. Dù là danh nhân hay thánh nhân, ở phương Tây hay phương Đông, họ đều dạy chúng ta nên bước đi trên con đường của hạnh phúc. Điều bạn cần làm là tập trung vào giá trị của mình, nâng cao giá trị đó lên từng ngày và hạnh phúc mỗi ngày với giá trị đó. Người sống đúng với giá trị của bản thân thì luôn cảm thấy rằng cuộc sống của họ rất có chất lượng. Đến đây thì có người sẽ hỏi, thế giá trị sống của tôi là gì? Thì tư duy ngược sẽ trả lời câu hỏi này trong một video khác nhé. Khi bạn quy đổi mọi thứ về với hạnh phúc, thật sự bước đi trên con đường hạnh phúc, thì thành công và giàu có cũng sẽ tự đến với bạn, giống như câu chuyện ba vị thần vậy. Thông điệp của tư duy ngược khi nhắc đến hai chữ thành công, đó là hãy hạnh phúc mỗi ngày để thành công. Và bạn sẽ có thể bắt đầu định vị lại cuộc sống ngay bây giờ và bắt đầu hạnh phúc để thu hút thành công dễ dàng hơn và bền vững hơn. Từ khóa ở đây là bền vững. Khi bạn theo đuổi một hàng hiệu, một chiếc xe sang hay là một chức vụ nào đó, thì bạn đang theo đuổi cảm giác của sự thỏa mãn. Thì sau khi bạn thỏa mãn được vài ngày, vài tuần, rồi sau đó bạn lại quay lại để tìm kiếm nó, thì đó không phải là true happiness, không phải là hạnh phúc thật sự. Cái true, cái bền vững, cái chân thật là phải nằm ở bên trong của bạn. Từ những hành động, từ những việc làm của bạn, bạn có thể kiểm soát được nó, chứ không phải là những thứ ở bên ngoài. Bởi vì không có con đường đi đến hạnh phúc đâu, mà hạnh phúc chính nó là con đường. There's no way to happiness. Happiness is the way. Đây là câu nói của Đức Phật. Ý nói ở đây, hạnh phúc không phải là một điểm đến để bạn đuổi bắt nó, mà hạnh phúc chính nó là con đường nằm ở ngay trên hành trình khi bạn bước đi. Cũng chính vì vậy mà mình đã gắn chữ phúc vào trong tên của mình để lấy nó làm triết lý sống. Và bạn đang thấy là mình đang hạnh phúc với bạn ngay lúc này. Và hy vọng là bạn cũng sẽ thích những hạt giống này. Hãy chọn bước đi trên con đường hạnh phúc và hãy chọn hạnh phúc để thành công. Mình rất biết ơn bài học này từ thầy Nguyễn Phúc Văn Ngọc đã cho mình một góc nhìn rất khác, rất tuyệt về hạnh phúc. Bạn có thể học thêm từ thầy Ngọc nhiều điều giá trị khác và những cuốn sách rất hay của thầy, mình có để link ở bên dưới. Nếu bạn thấy những thông điệp này ý nghĩa thì hãy giúp cho tôi nhiều bằng cách là mỗi tuần bạn xem video và chỉ cần chia sẻ đến cho một người bạn mà bạn biết là họ sẽ cần những thông điệp này. Tôi ngược rất biết ơn về sự lan tỏa của bạn. Hãy like video và đăng ký subscribe, nhấn vào hình quả chuông và chọn tất cả để ưu tiên nhận được thông báo video mỗi tuần của Tư Duy Ngược. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.